shop độ đèn xe máy Sonan. Xin chào quý vị. Trước mặt mình là chiếc xe Sonic được độ lên billet Titan Bus của anh trai ở Tây Ninh đến shop làm nha quý vị nha. Đó, anh trai đi khoảng 100 cây đến shop làm nha. Đó. Quá chắc luôn quý vị ơi. Titan Bus úp vào chó đèn của xe Sonic thì cực kỳ ngầu luôn quý vị. Rồi. Chó xi nhan thì vẫn còn để zin nha quý vị nha. Đó. Sơn màu đen khói lên quý vị, nhìn cái đèn rất là ngầu ha. Khi tắt đèn vẫn ngầu quý vị ha. Rồi. Mắt quỷ anh trai chơi là full tính năng đổi màu và vòng thiên thần là màu trắng nha quý vị nha. Đó. Rồi ok, đối với những dòng sản phẩm billet, đặc biệt là billet Titan Bus thì cho ra độ sáng cực kỳ rộng và tốt quý vị ha. Cốt rất là rộng, pha rất là ok. Bác xin em ơi, bác xin ban ngày nè quý vị. Quý vị lắp cây billet này không cần lắp thêm trợ sáng, vẫn cung cấp độ sáng cực kỳ tốt nha quý vị nha. Đi phượt, đi về quê đều rất là ok. Full tính năng đổi màu em ơi, em nhấp số em, vô số. Đó, các bạn thấy không? Đó, rồi ok. Khi bạn muốn đổi màu, các bạn vô số N123456 tự động đổi màu, ha, màu sắc từ các bạn mặc định được nha. Đây số 1 đúng không em? N hả? Rồi nhấp số 1 em ơi. Số 1 nè quý vị, đó, số 1 nè. Rồi số 2. Số 2 màu xanh ngọc nè quý vị. Đó, rất là chắc luôn ha. Rất là vui ha, khi các bạn vô số đổi màu rất là vui. Số 2, số 3. Số 3 màu xanh lá nè quý vị. Rồi số 4. Đó, số 4 màu vàng chanh nè quý vị. Rồi số 5. Số 5 màu tím hồng cánh sen ha, rất là đẹp luôn các bạn. Tím rất là đẹp luôn. Rồi số 6 em. Số 6 màu trắng nè ha. Đó, rất là ngầu luôn, chiếc xe độ rất là chất luôn, billet Titan Bus nha quý vị nha. Rồi, ok, em nhấp số ngược lại. Rồi, ok, rất là đẹp luôn ha. Rồi bác xin nha. Trường hợp bác xin là các bạn muốn qua đường gấp ha, có những phương tiện đi ngược lại thì các bạn bác xin thì cho người ta sẽ chú ý đến quý vị hơn, người ta sẽ tránh trường hợp tai nạn nha quý vị nha. Bác xin rất là hay, tính năng bác xin rất là hay nha quý vị. Chỉ có những dòng xe xịn và xe hơi mới có thôi, còn các bạn lắp thêm billet thì bên sếp sẽ lắp cho quý vị nha. Đó, rất là chất luôn em. Các bạn lắp thêm cây đèn này không cần lắp thêm trợ sáng nha. Mình đã thử video thực tế ban đêm về độ sáng thực tế của billet Titan Bus vào chiếc xe Sonic, thì các bạn có muốn nhu cầu tìm hiểu thêm á, các bạn kết bạn Zalo với mình, mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn á. Số điện thoại Zalo là 0346669686 quý vị. Các bạn đăng nhập số điện thoại lên này sẽ có hiện Zalo mình luôn ha. Địa chỉ shop là 235 đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Rồi ok, cửa hàng tên là độ đèn xe máy Sonan. Rất là ngầu luôn các bạn ơi. Đó. Rồi bây giờ mở đèn cốt em, mở đèn lịch sự đi ban đêm nè quý vị. Đó, không gây chói mắt người đi ngược lại nha. Đó, cam đoan ha, độ sáng rất là tốt luôn mà không gây chói mắt người đi ngược lại nha. Rồi mình đang quay trong nhà mình ha. Đó quý vị. Đó, cốt rất là rộng ha, có cái đường cung rất là đẹp quý vị thấy không? Đường cung ở dưới á, màu vàng xanh luôn quý vị, vàng xanh luôn rất là đẹp đó các bạn thấy không? Ở dưới á là đẹp luôn ha. Đường tiêu cực cuối cùng của nó là màu xanh mã phai. Rồi ok, rất là sáng quý vị ơi, sáng rất là tốt luôn. Rồi tắt ha, không gây cho mắt người đi ngược lại là đúng vì vậy đó. Rồi tắt đèn bắt xin ban ngày, bắt xin đó, bắt xin trò sướng. Rồi cảm ơn các bạn đã xem nha, có bạn nào làm xin liên hệ shop ha. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Rồi nữa nè, nữa lại đó. Rồi ok, tắt đèn cái này, tắt đèn cái em, tắt đèn nhìn chó rất là ngầu quý vị nha, chế rất là thẩm mỹ nha. Đó, rất là ngầu luôn quý vị ơi. Rồi ok, rất là ngầu luôn. Mở nhanh coi, mở nhanh coi, mở nhanh vẫn thấy rõ ràng, các bạn thấy là rõ ràng ha. Rồi ok.